Hai Pencil Studio. Hai Pencil Store, cửa hàng đồ chơi dành cho bé, mua ngay tại hypencilstore.com. Hey! Eee! Hey! Ý, hey, ôi dồi ôi, sao mà San giỏi quá đây. Ủa San, đang làm gì vậy? À, em đang chơi một trò chơi, đó là làm sao để mà chiếc ly này đứng được á. San làm lại đi. Hey, trời ơi, ba cái đồ quỷ này dễ ẹt, ai không làm được. Sao kỳ vậy ta? Nè, một lần cuối cho anh Đỏ coi nè. Hey, ghê chứ. Hên hên thôi. Thấy mệt quá à. Nãy giờ sao anh Đỏ bàn ra không vậy? Em đang chơi trò chơi một mình vui muốn chết luôn, tự nhiên anh Đỏ vô phá đám à. Phá đám gì? Tại anh thấy xanh quá dở. Ba cái trò chơi mà lật lật vậy mà còn lật không xong nữa. Bây giờ á, em có vô dụng hay không á thì thi đấu với nhau đi là biết liền à. Thi thì thi, sợ xanh chắc. Vậy thì thi thôi. Em hãy phổ biến luật chơi đi. Đây, luật chơi của em rất là đơn giản. Bây giờ hai anh em chúng ta, mỗi người sẽ có một chiếc ly như thế này. Một chiếc ly. Chúng ta chỉ cần lật lên. Và nếu như mà mỗi lần nó đứng được như vậy, chúng ta hãy tự động rút một con màu của mình để bỏ lên vô. Đây ừ. Hàng đứng cũng được, hàng ngang cũng được, hàng chéo cũng được. Nhưng phải thẳng hàng, đúng không? Thẳng hàng 4 và đủ viên. 4 viên thì người đã chiến thắng. À, nhưng mà nếu bị chặn giữa dòng là vẫn thua, đúng, đúng không? Đúng vậy. À, Phan, anh hỏi như vậy được không? Được. Như vậy được không? Được luôn. Ok, đơn giản quá. Vậy thì cuộc thi xin phép được bắt đầu. Bắt đầu. Hey. À. À. Ơi gì vậy? Hai. Hả? Là người chiến thắng. Em là người chiến thắng. Anh không biết bây giờ phải chơi lại. Không. Chơi gì chơi kỳ cục vậy? Chơi ba gián hồi nãy quy định vậy rồi. Nó đi. Ủa. Hồi nãy quy định chơi ba gián hồi nào? Anh quy định tự trong đầu của anh. Trời ơi, lật lọng. Nhưng mà chỉ được một lần nữa thôi nha. Để qua trò chơi thứ hai. Không được. Ba lần thì ai thắng thì người đó mới mới ai. Không, chỉ một lần thôi còn không. Không, không chịu. Ba lần, biết chưa? Ba lần. Vậy thôi, dừng lại. Vậy thì thôi, chúng ta sẽ dừng trò chơi này tại đây. Với bàn thắng là thuộc về anh Xanh. Với tỷ số là 1-0. Không, anh không chịu, vậy cho anh lần nữa đi. Ủa? Anh thấy cái này vui. Vậy một lần nữa thôi nha. Ok, một lần nữa. Rồi. Các bạn nhỏ ơi, cùng anh Xanh xem tiếp tục với trò chơi này ai sẽ là người chiến thắng nha. Bắt đầu. Hey, đúng rồi, vậy không biết làm sao.
ly lại đứng mình lại bỏ vô. Ê, em thắng rồi, em thắng rồi. Một hàng treo bốn con. Bây giờ lại đến vòng thử thách thứ hai giữa anh xanh với lại anh đỏ rồi. Sẽ có một mô hình giống như mô hình caro như thế này đây. Nếu như em và anh đỏ lật ly lên, chúng ta có thể cho ly đứng như thế này cũng được, đứng như thế này cũng được, ai đứng như thế này cũng được, thì người đó tự động lấy một chiếc cúp như thế này để trong đây. Và chừng nào nó đủ thành 4, nó đủ thành 4 ly, thẳng một hàng, thẳng đứng như thế này cũng được, một hàng ngang như thế này cũng được, và một hàng xéo như thế này cũng được, thì người đó là người chiến thắng. Cũng được. Hiểu rồi. Trò thử thách xin được phép bắt đầu. Khoan, kẻ bàn gì xấu gì vậy? Tại vì làm trong thời gian ngắn á, thông cảm đi. Ok, vậy thông cảm, trò chơi xin được phép bắt đầu. Vô nghĩa. Biết trước có kết quả như vậy, tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn chúng. Bây giờ hình phạt đối với anh đỏ, các bạn nhỏ muốn là gì nè, nói cho anh xanh nghe coi. Không có hình phạt. Giờ có phạt cũng không là. Nếu như mà anh đỏ không chấp nhận hình phạt thì hình ảnh của anh đỏ sẽ để lại cho trong mắt các bạn nhỏ là một hình ảnh anh, một hình ảnh anh đỏ vô cùng xấu. Anh đỏ có chịu vậy không? Không hề chịu. Vậy thì chấp nhận hình phạt đi. Hình phạt là gì? Đó là hãy làm sạch không gian trong căn phòng này. Được rồi, anh sẽ dọn dẹp. Nhưng mà nói thiệt nha, là anh không có phục đâu đó. Ủa? Không phục hả? Không phục hay không phục cũng phải phục. La 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 la. Nào, hãy chấp nhận hình phạt của mình đi nào, anh đào. Hay, hay thiệt là sung sướng quá. Một năm 365 ngày được một ngày duy nhất. 2 hours later. Mình phải lau chùi hàng ngày, nó đâu có phải là vui vẻ gì đâu. Thì đó, cực lắm đó chứ bộ. Ủa dạ, để lau cho. Ủa lau em cái đầu dơ á. Lau em chi dạ? Lau cái đầu dơ. Hôm nay em tắm kỹ lắm. Nè ôm đi. Cái này không phải là rác, cái này là đồ, biết chưa? Hả? Đồ á. Lau cho cái não nó minh mẫn lại nè. Ôi. Hai. Kìa bên kia thấy còn dơ kìa, phải qua bên kia nữa kìa. Quét cho sạch vô hết một vòng nhà chứ. Đúng không? Xung quanh ghế nữa, đúng rồi. Làm việc phải cho có tâm vô thì mọi người mới yêu quý mình được chứ anh đỏ. Ngồi vô đi, đi qua đi lại, ta mới quét nhà xong mà đi qua đi lại dơ nhà người ta hết rồi. Quên, trời ta quên, vậy ta ngồi lại nè. Ây à. Đó, quét cho kỹ vô. Các bạn nhỏ ơi, màn thi đấu so tài giữa anh xanh với anh đỏ tới đây là hết rồi. Và bây giờ anh xanh và anh đỏ xin chào tạm biệt tất cả các bạn nhỏ và hẹn gặp lại.